Yeah. So 1, 2, 3, go. Go. Just say 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Ah, God. Chạy lại tới đây rồi quay lại. Mấy cây tắc này trái nhiều rồi nè em, mà để ngay đây nè, nó có nắng ngay đây, có ánh nắng á, bắt đầu cái trái nó đậu rồi nè, ráng điên tần lễ nó bắt đầu cái trời ấm, bắt đầu cái mình đem ra sân luôn. Ôi bông nó lên nhiều rồi nha quý vị, có trái rồi nè đó. Bà tuột em xả đá luôn đi, chiều nướng sa tế ăn. Tại bữa nay mình ở nhà đó, bữa nay ở nhà cái có thời gian này, cái mình làm cái bình thường đi làm tới chiều tối về cái đâu có thời gian đâu. Này bạch tuộc cũng bạch tuộc câu này nha quý vị. Con này bự không? Cũng được ha. Nó kệ vậy đi, để chiều nó tự cho nó miếng nước nóng vô. Cho chút nước nóng vô vậy đó. Thấy thằng nó liền ha. Đi chợ búa trong đó, rồi hồi mình mua đồ lặt vặt trong cái mình về nhà, chưa về nhà có đầu cái nó gã ra, cái mình làm được này. Cá này cái mình làm mình ăn chiều, bắt đầu cái để dành trong tuần đi làm mới đem theo ăn. Hớp xả ớt chiên, cá này giống như cái bạc má Việt Nam vậy đó. Làm sạch sẽ rồi chỉ gã đá ra, cái rửa đánh giải sơ sơ lại. Đây, góc vườn nhỏ của nhà em nha quý vị, đó ương nó lên nhóc luôn rồi nè. Đó, cái chậu mà cao cao đây là xả, trong đây là rau răm, còn bên trong đây nữa là khuế. Đó, còn đây là ớt. Đó, ương là ương trong nguyên một cái dĩ lớn này nè, xong nó bắt đầu cái mấy ngày nay cái chiếc ra cái mấy cái ly nhỏ. Xong bỏ vô trong thao luôn á, trộn cho nó.
Nhìn mặt ghét không? Trời lạnh cũng đi ra ngoài chuyện cá với mẹ với cha nữa nè. Để ghim cái xô đất này quanh đây. Nó chuẩn bị vô mùa hè bắt đầu là đất phân rồi mua về chuẩn bị để trồng. Đổ vô đây cũng mấy trăm rồi đó nha quý vị. Đó, năm nay là làm thêm hai cái xong đang nhức đầu rồi thì đau bụng rồi. Xong đi học về sớm mà. Năm nay làm thêm hai cái bồn này nữa. Cái bứng hẹ qua đây trồng. Em qua đây. Còn này là mới làm. Trời nó ấm ấm cái bắt đầu cái mấy cái rau nó mọc lên nè, dắp cá, húng lủi. Tối nay đâu nhiệt độ xuống có 30 độ F. Được không? Ngồi đậy này lại nè, mấy cái bạc hà nè. Đậy lại tại vì ngày tối nay với tối mai lạnh đó. Nó xuống 30 độ là ban ngày là nó nắng nó ấm. Nhưng mà đêm lạnh gì coi. Chắc chiên được đó em. Đem ra ngoài này chiên cho nó đỡ hôi trong nhà. Này đúng không? Đúng không? Các bạn ơi. Tại các bạn giờ, ơi. Lửa này giờ. Các bạn ơi, nhìn nè. Nè, ai muối này ngon lắm nha nha các bạn. Thấy chưa các bạn, cá nó ngon lắm nha. Bốn con được, bốn con được nè. Được không? Chanh nữa mình chiên ban đầu để hồi cái dầu nó cũ á. Cái chiên cá nhìn nó không ngon mà ban đầu nè. Đúng rồi. Hấp dẫn chưa? Ngon, smell giống như mì á các bạn. Giống như mì á, mì thơm á, smell á. Thôi đó ngày mì. Chết trời, bữa nay nó cũng ấm ấm. Đi ra ngoài chiên cá. Thường mùa hè ra ngoài nấu ăn chiên cá rồi nó đỡ hôi trong nhà. Đầu lao không? Đầu lao không? Cái phân mà để trồng rau á, nhà em thường hay là trộn một bao này là đất. Đó, này là đất, còn này là phân. Còn cái bao vàng vàng như này là phân bò. Thường là trộn ba thứ lại. Khoảng có hai bao đất. Hai bao đất, một bao phân xanh này với một cái bao phân bò. Trộn lại trồng, năm ngoái trộn như vậy mà trồng rất là tốt gì con. Hay mình đi vô bác gì á, bác gì chị Hằng gì á. Chị hàng á, này là hẹ, một bữa hổm ấm lên được 1-2 tuần bắt đầu cái nó mọc lên cái cắt ăn rồi. Cắt all the way luôn, cắt ngắn hết xuống. Với húng lủi, rau thơm, cắt ăn bữa hổm là người tại mấy khoảng tuần nay tuần nó hơi lạnh á. Cắt hết, cắt sát xuống mà giờ nó mọc lên nữa à. Cái sân vườn nhà em nó có nắng á. Ban ngày có nắng cái bắt đầu nó ấm nó cũng đỡ. Chứ ban đêm thì lạnh lắm. Một hai tuần nay ban đêm nó xuống rất là lạnh. Bên đó là rau cần này ăn hủ tiếu hay là nấu canh chua hay nấu ngót rồi đó bỏ vô ngon. Năm nay là cắt mấy cái thùng xốp ở mấy cái thùng xốp này ở Việt Nam đem qua, bữa hổm đựng đồ ăn đem qua đó. Năm nay cắt này chắc để dành trồng trồng ôm. Còn rau thơm giờ nó cũng nhú lên mọc lên hết. Còn mấy cái mà tía tô lên quá trời. Tía tô cái hộp nó rụng nó lên quá trời luôn em. Các bạn ơi, chưa chiều phải nhổ bớt. Nhổ cho nó bớt.
chú sắm xàm nè cha. Ừ. Phá gì mà mẹ la vậy? Không phá gì luôn à. Giá này cũng màu chín. Phá gì luôn quá. Sao mà anh cứu làm cái bếp đâu mà nó được. No, phải làm. Không, anh đây chứ nhất mà. Nhưng mà mình sẽ che lại. Mua cái anh thấy trên này ngay chỗ ngay chỗ này là sẽ gắn một cái sinh ngay đây nè, gắn một cái nước để mình sau này rửa cá rửa gao rồi ngay chỗ này anh nó có cái đường ống nước ra nè. Nó mình. Nó có bán bếp ga gì nha. Ga 2 con đó. Hồi xả tưởng đâu chết mà năm nay nó sống lại nè chứ quý vị. Trời ấm bắt đầu nó sống lại, tưởng đâu mùa đông vừa rồi tưởng đâu nó chết ai ngờ nó lên lại nè. Gì con? Của con đâu? Đó. Đâu của con chậm gì đâu. Gì vậy? Trời ơi, chậu chậu cây của Sâm nha, Sâm trồng cây gì vậy? Tí tô phải không? Đúng rồi đó, cái chậu cây con trồng tía tô đó. Hả? Đó là tía tô đó con cha. Con này là bạc hà. Không có tưới nó nữa, 1-2 bữa nay không nên tưới nó. Đâu có lông chim. Tại vì buổi tối trời nó lạnh á, nhiệt độ xuống thấp lắm. Nhiệt độ xuống thấp mà, nên mình tưới nước buổi tối nó sợ chết. Thà để bạn... vậy mà nó sống, không nên tưới. Cái bạn ơi, có lông chim nè. Mấy cần đó mà chưa chiều buổi sáng ăn sáng ăn hủ tiếu vừa cắt vô ăn được ha. Đừng mấy bụi cắt cho nó mọc nó đâm ra. Để cái nữa nó già cứng ngắc. Mấy bao này chắc chưa chiều trộn lại vô gốc hết. Cái này là phải trồng xả, trồng đồ mình chắc là 1-2 tuần nữa cho nó ấm hẳn lên. Với ớt đồ hả? Ấm mới được. Tối nay tối mai là lạnh lắm con. Lạnh mà tưới nước vô nó lạnh cái gốc nó chết. 1-2 tuần nữa ấm bắt đầu mới đem mấy cái cây giống ở trong nhà ra. Rồi bắt đầu mới nha. Hả? Xăm chào ông bà. Xăm chào đại gia đình coi. Nào nhìn đây nè, đưa tay lên coi. Chào ông bà, cô chú. Đâu nói coi, nói cho nghe coi. Chào ông bà chú. Cô chú. Xăm dẹp cái chậu cây của Xăm đi Xăm. Dẹp đây đẳng đi con. Bỏ từ xăm. Trời thơm quá, cá chiên thơm quá. Đừng cầm dĩa chứ. Ồ. Bỏ vô dĩa. Cho nên cầm dở lên cho nó gáo dầu hả, bỏ xuống bỏ nghe. Nó thơm. Chưa chút nữa em cho nó gáo dầu hả mọi nha. Nó lỡ không nói. Phải lại cắt nó gì. Để hồi sợ nó rớt á. Cho nó gáo dầu. Cha. Gì con? Các bạn ơi. Ăn được không? Mẹ. Đã được rồi đó. Mẹ ngon rồi. Rồi mình chiên cái khác chứ để hồi cái dầu nó cũ quá, chiên cá không ngon. Chưa mẹ. Chưa để cho nó gáo dầu hả, bỏ vô vậy. Chút nó đừng khỏi vũ. Cho nó gáo quá rồi mình không bỏ vô. Thấy dầu nhiều quá. Cha ơi. Rồi. Nè, bỏ vô. Cha. Gì con? Né ra nha, dầu nó văng nha. Hay bỏ cá gì nó là nó lạnh á là không có ngon.
Rồi không biết luôn rồi. Bà nó thương chứ. Không có ngon. Không. Gì cơ? Cái cá này. Wow, quá trời ngon không? Hôm bữa mình có cá này đúng không? Đúng rồi, cá này xăm đi câu với cha với mẹ này nhớ không? Rồi. Xong á, này bỏ qua đây lấy cái gỗ đầy lại để mà lúc này cũng chưa có gùi đâu. Mùa hè thường ra đây nấu ăn á. Cái cầm theo cái gỗ. Ừ. Hay cái gì cái mình đậy lại vậy nè. Đó. Cho gùi nó đừng gùi mũi đừng bay đậu vô xăm ha. Đúng rồi, để ăn á. Ừ. Thì nó ăn nguyên bát á. Ừ. Là nó là mình không có gì ăn á. Này mình đi ra bụng không ơi? Bụng hả? Ta sao? Nó đậu lên mà mình ăn rồi mình ra bụng á. Có cả cái đu 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 rồi. Rồi sao mà dỗ ra ta? Con đang làm cái gì vậy? Chơi gì vậy? Xem nên chơi Lego rồi. Yes we do. Which one? Chưa. Hey, bye. Dọn chén cơm xong rồi, chiều rồi con, chiều tối rồi con. Dọn chén cơm, cá chiên xong rồi nè, nhìn hấp dẫn chưa? Dọn chén cơm con. Bạch tuộc em đang nướng em. Hâm canh. Cái này sẽ mù không má hả? Mù nó ăn cũng được, cũng ngon ngọt. Ngon á, chứ là bữa nó lạc nhất chứ vậy. Con xăm mà giỏi lắm nha quý vị. Ô, rớt 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 con. Rớt rồi. Xăm giờ là tới giờ con là biết đi dọn chén với lấy đũa rồi nha. Để đó đi con, để xuống để rớt thôi con. Chuẩn bị ăn cơm chiều. Cá. Cá chiên thơm á Sâm ha. Thì Sâm mới ăn một cái này nè. Ăn Dũng hả? Nốt chờ cha mẹ lên ăn nha. Ngồi đi con. Mẹ ơi, nhét đầu nữa rồi mẹ. Cái chân phẩm là của con. Ok, chân canh của con đó cha. Cái chân phẩm á. Cha, mẹ. Mẹ ơi. Dạ mẹ. Canh rau sợi son máu với tôm thịt. Ủa, bé con nó no, không không nhảy vậy. Bạch tuộc nướng nha. Ồ, chín chưa vậy? Wow. Nó hấp dẫn quá vậy. Mẹ lấy cái nước kia cho nó nướng sơ chút xíu, 1 2 phút. Thì nó ráo nước hả? Ừ. Nước nó ngọt mà. Mặn hả? Ai biết? Để con lấy ra đi. Nãy giờ em để lên nướng mấy phút rồi? 12 phút. Em thử rồi. Đây. Các bạn ơi, mẹ đang cha nè. Ngon không? Được không? Được rồi hả? Có nướng em hả? Em nướng hơi cay, sẽ ngon biết làm được không? Cha ông, cha đang. Thì cũng giống mọi lần lúc ăn vậy đó. Thì mấy con nhỏ chín được mấy cục bự không? Thôi ta thử cục bự thử nó chín chưa? Thật cắt ra mà. Cho xong miếng nha. Đâu để nguyên cục đâu. Thôi. Nó hơi cay, hơi nóng nóng còn chút xíu vào bánh ăn. Cha. No no. Ừ, nó bự ra coi thử. Cho nó chín hay không biết chứ. Ừ. Nó chín rồi em à. Ngon quá. Quá ngọt. Ừ. Lấy muỗng múc. Nó ngọt ghê, nãy ăn thử á, ngọt ngon ghê. Này mọi này nhậu chứ ăn cơm gì. Ngon quá à. Nhìn này, đũa cơ con vậy nha. Rồi, đi đi qua ăn cơm con. Em thử em ngọt kia. Dạ sư. Cắt không? À, thôi vậy được cắt không? Nó đã vậy được rồi. Cha, cho em ngọt con.
Rồi xong xong qua lấy cái rau hẹ con, lấy củ rau hẹ qua con. Ừ, chết cả nhà, đổ nha, đổ. Nó. Hẹ nhà chồng, cộng nhỏ xíu nhưng mà rất là thơm. Trời ơi. Đậu con á. Rồi bữa cơm ăn cơm đi con. Hẹ nhà chồng. Đó, chồng chồng mà cộng nhỏ xíu nhưng mà thơm lắm nha quý vị. Hẹ rất là thơm. Cha ơi, mẹ làm cái này. Mẹ làm cái gì á? Ăn cơm không? Dạ. Bữa cơm ăn luôn đi. Mới luôn hả? Ừ hả. Mày biết tưởng anh ăn bạch tuộc trước. Chứ bạn đó, ơi, mẹ muốn cơm. Để mũi đưa cho chừng nóng á. Ngon không? Gì cơm? Ngon mà nó cay. Bà tuột ngon mà cay hả? Đúng rồi, đúng rồi. Ừ. Bà tuột ngon ha? Không cá luôn. Ăn ngọt kìa. Không cá luôn. Đúng rồi, mấy cái đuôi ngon rồi. Cành nó thấm, nó nhỏ thấm á. Cá ngon. Cá ngon rồi chứ. Ăn với cơm nóng hết sảy. Hồi nãy xong cho cơm mà. Nha, cơm nóng lắm á. Mình lấy miếng cơm vô, thấy hạ kìa. Xăm ăn rau sống là dỗi lắm nha quý vị. Rau nào cũng ăn được chứ. Hẹ, rau thơm, rau với giúp cá rồi. Lạnh quá mà giúp cá lên cũng nổi hả? Một hai tầng nữa lên nhóc. Nha các bạn ơi, dao của con là tiết to quá. Nha các bạn. Ăn cầm gọn lại con. Gói gọn lại. Gói cái hẹ lại. Nó còn nóng ăn ngon ghê. Ngon ghê. Không sao. Nhớ cắn nghe nha. Cắn luôn. Kìa em có mấy cục bự bự nè. Ngọt ha. Dai vậy. Dai vậy. Thôi là tốt nữa. Mình tuôn chai rồi. Mày sáng mai lạnh đưa đi học nhớ để mặc đồ ấm cho nó nha. Mai đi học không? Mai con đi học mai. Yeah. I know Miss King just wanted to say, are you feeling better? I don't know. Her didn't tell me, but I don't know. Đâu? Ngon. Cái là sao con? Cái nó ngon lắm. Đâu? Con ăn chưa? Đang nhồi. Đâu ăn rồi mấy con coi. Nhìn nè. Miếng cá rồi miếng này. Canh xà lách son. Nổi để nóng. Trời ơi, sao nó ăn rau giỏi vậy chưa? Từ từ ăn con. Ngon không? Xăm ăn cá dữ lắm đó nha. Nó mọt xương ra, nhỏ hơn em nữa đó. Biết mà. Ăn đi con. Kêu hôm bữa đó. Kêu hôm bữa bể lắm.
Dạ hả? Để găng cũng khoe nữa. Các bạn ơi, hôm bữa xong bể chân á, rồi á không có cho tiền đâu nha. Không anh. Mắm hỏi. Mực ngon, nóng với mà mực ăn tuột. Mực tuột. Đâu? Ngon. Dai gì ngon. Rồi nó coi. Cho các bạn. Này mình muốn ăn. Ốp. Cả ít lại một chút cho nó ăn. Ngon. Ngon. Ngọt ha. Ngon. Ngon. Quá thì ngon. Quá ngon. Cho hữu can nhập. Đâu, cái gì vậy mới đưa vậy? Hẹ nó cọng nhỏ mà nó thơm ghê. Cái cọng nhỏ này ở Việt Nam mới thấy lắm. Chỉ có hồi đó đi Nha Trang ăn nem nướng gì đó mới có hẹ nhỏ vậy thôi. Chứ không toàn hẹ bự không. Gì vậy? Nó phù. Lấy cá con. Hấp nước canh vô không? Dạ. Lấy cái muỗng ông ơi, cái đó còn nóng. Dạ không? Dạ. Nước ngon á. Nước ngon hả? Ngon. Quên. Sao? Mới nói tuyệt vời. Thôi cha cuộn rồi thôi. Em ăn đấy. Anh ta muốn ăn cái giọng nó ngon như thế nào? Ngon mà. Xong lấy muỗng thôi. Đúng rồi. Xong. À, nước canh cho nó. Không phải mực.
tôm. Bye.